Chào các cháu, hôm nay bác khỉ lại hỏi thăm các cháu đây. Hôm nay có cháu nào khóc nhè không? Có cháu nào nhiễu bố nhiễu mẹ không? Có cháu nào không biết vâng lời ông bà bố mẹ không? Nếu mà cháu nào không biết vâng lời thì bác sẽ đến bắt đi. Bác đến bắt ngay. Bác bắt để bác ăn thịt.